Mến chào quý vị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại đường Thạnh Xuân 13 để giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà phố rất là đẹp. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 4m2 x 13m và được thiết kế một trệt, một lửng, hai lầu, một tum với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, sân thượng phía trước, phía sau. Đường trước nhà là đường nhựa, có chiều ngang là 6m và hai bên có vỉa hè, mỗi bên là 3m. Và được chủ chào bán với giá là 5 tỷ 800 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói cũng sẽ bớt lọc cho khách thiện chí. Nhà của chúng ta thì mới 100% và được chủ tặng lại toàn bộ nội thất trong nhà. Căn nhà của chúng ta thì cách quốc lộ 1A khoảng 100m và đường dẫn vào căn nhà toàn bộ là đường nhựa, đường xe hơi. Và từ vị trí căn nhà của chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 5km và về tới trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh khoảng 8km, một vị trí khá là đẹp. Phía trước nhà chúng ta có vỉa hè 3m, thuận tiện cho quý anh chị đậu được 4 đến 5 chiếc xe máy. Căn nhà chúng ta được bảo vệ bởi hai lớp cửa, lớp cửa bên ngoài là lớp cửa bằng sắt, tiếp theo lớp cửa bên trong là nhôm Sinpa và kính cường lực 10 ly. Căn nhà chúng ta thì được xây mới 100% và được gia chủ tặng lại toàn bộ nội thất trong nhà, gồm bàn, ghế, giường, tủ. Phòng khách được thiết kế với tông màu trắng xám, rất là sang trọng và mát mẻ. Hai bên tường thì cũng được gia chủ dán gạch cao lên khoảng 1m và được trang trí bằng những bức tranh sơn thủy rất là đẹp. Không gian phòng khách rất là đẹp và sang trọng. Phòng khách được gia chủ tặng lại cho chúng ta một bộ sofa và một tủ để kệ để dép. Nền nhà thì được gia chủ lót gạch bóng kiến 60x60, rất là sáng và sạch đẹp. Cầu thang thì cũng được gia chủ thiết kế thêm đèn led, nhìn rất là sang trọng. Đây là không gian phòng bếp. Phòng bếp thì cũng được gia chủ trang trí bằng những bức tranh đồng quê, rất là đẹp. Và được gia chủ tặng lại cho chúng ta một bộ bàn ăn bằng đá tự nhiên, 6 ghế. Và đây là kệ bếp, cũng được gia chủ lót đá hoa cương và hệ thống tủ treo bằng gỗ an cường, rất là sang trọng. Phòng bếp thì cũng được gia chủ trang trí cho chúng ta một bộ đèn chùm, rất là sang trọng. Và phía cuối căn nhà là hệ thống thông gió và nhà vệ sinh với đầy đủ các công năng lavabo, bồn cầu khói, vòi tắm hoa sen. Và nhà vệ sinh cũng được gia chủ dán gạch phun tường, rất là sạch sẽ. Và bây giờ chúng ta nhìn lại không gian phòng khách và phòng bếp một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ tiến lên lầu 1 để tham quan tầng lửng của căn nhà. Cầu thang thì được gia chủ ốp đá hoa cương màu đen và tay vịn bằng gỗ căm xe và kính cường lực 10 ly. Đây là không gian tầng lửng. Được gia chủ bố trí cho chúng ta một cái kệ bằng gỗ rất là đẹp, chúng ta có thể để rượu và những vật phẩm lưu niệm. Và đây là không gian phòng lửng, chúng ta có thể dùng làm phòng tiếp khách hoặc là phòng sinh hoạt chung. Cũng được bố trí một bức tranh. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta có diện tích là 4m2 và chiều sâu là 12m, pháp lý là sổ hồng riêng, với thiết kế là một trệt, một lửng, hai lầu, một tum, với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và sân thượng phía trước, phía sau. Và được chủ chào bán với giá là 5 tỷ 800 triệu. Lầu 2 được thiết kế với phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. Phúc xin nhắc lại, toàn bộ nội thất trong căn nhà sẽ được chủ tặng lại cho quý anh chị, gồm tủ, giường, bàn, ghế, những gì có trên video là chủ sẽ tặng lại hết cho quý anh chị. Nhà vệ sinh cũng đầy đủ các công năng lavabo, bồn cầu khói, vòi tắm cao cấp, nóng lạnh và cũng được gia chủ dán gạch vuông tường. Riêng phòng ngủ phía trước thì chúng ta có một cái ban công chiều ngang là 3m và đưa ra là khoảng hơn 1m2. Chúng ta có thể ra đây ngắm cảnh hoặc là hóng mát. Căn nhà của chúng ta này nằm trong khu phân lô rất là đẹp và đường trước đất của chúng ta là đường nhựa, có chiều ngang là 6m và hai bên vỉa hè mỗi bên là 3m. Căn nhà
chúng ta thì nằm trên đường Thạnh Xuân 13, sát bên ủy ban quận 12. Trong vòng bán kính 1 km, chúng ta có chợ Minh Phát, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và siêu thị Metro. Và bây giờ chúng ta sẽ lên thăm lầu 3. Cũng có phòng ngủ phía sau và phòng ngủ phía trước, cũng được thiết kế giống như lầu 1. Mỗi phòng chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng, đầy đủ các công năng sử dụng: lavabo, bồn cầu, gương soi và vòi tắm hoa sen cao cấp, nóng lạnh. Đây là phòng ngủ thứ tư, phòng ngủ cuối cùng của căn nhà. Căn nhà chúng ta thì có 4 phòng ngủ và cũng được gia chủ tặng lại tủ để quần áo, giường gỗ. Tất cả những gì có trong video này sẽ được chủ tặng lại toàn bộ hết. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị căn nhà, và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá cả và xem sổ hồng. Hiện tại bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất, do chưa có thời gian quay kịp nên Phúc không có up cho quý anh chị xem. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hay bán nhà hoặc ký gửi nhà thì cứ điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình. Phúc sẽ tư vấn cho quý anh chị mua hoặc là quý anh chị ký gửi thì Phúc sẽ tới vay video để đăng lên cho quý anh chị bán nhanh hơn. Đây là tâm nằm ở tầng 3, gồm có sân thượng phía sau và sân thượng phía trước. Đây là không gian sân thượng phía sau. Và từ vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy quốc lộ 1A. Phúc xin nhắn lại, căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4m2 và chiều sâu là 12m, pháp lý là sổ hồng riêng. Được thiết kế một trệt, một lửng, hai lầu, một tâm và được chủ chào bán với giá là 5.800.000.000. Đây là không gian tâm và sân thượng phía trước. Cái tâm này chúng ta có thể đặt phòng thờ ở trên đây cũng được. Và sân thượng phía trước rất là rộng rãi. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì cứ điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí căn nhà và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ căn nhà ra tới quốc lộ 1A cho quý anh chị xem nha. Căn nhà của chúng ta thì cách quốc lộ 1A khoảng hơn 100m và cách ủy ban quận 12 khoảng 300m. Đường dẫn vào căn nhà của chúng ta toàn bộ là đường nhựa, hai xe tải, hai xe ô tô né nhau. Một vị trí rất là gần với Gò Vấp và sân bay Tân Sơn Nhất. Từ vị trí này chúng ta cũng có thể nhìn thấy quốc lộ 1A ở phía trước. Video review căn nhà một trệt, một lửng, hai lầu của em đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.